Thưa quý vị và các bạn, nhằm chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh, cùng với việc phát triển số lượng sản phẩm OCOP, tỉnh Hưng Yên đang tập trung nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu sản phẩm. Tạo ra sản phẩm đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là những ưu điểm mà sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cam tươi của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ đang tiếp tục chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh. Với 22 hecta cam, bao gồm cam Hưng Yên, cam Đường Canh và cam Bố Hạ, ước vụ này cho thu trên 300 tấn quả. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, các thành viên trong hợp tác xã đang tập trung chăm sóc theo quy trình Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục nâng cao cái giá trị sản lượng, chất lượng của cái sản phẩm của mình làm ra, nhất là quả kích cỡ và đồng đều này, to đẹp, nhưng mà phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thứ hai là về cũng để ý hết sức là đến cái mẫu mã, bao bì. Ví dụ trước đây thì chỉ có bán cho thương lái là chỉ có đóng bao hoặc là đóng túi ly lông hoặc đóng bìa, thùng bìa cái tông, thùng xốp rất là đơn thuần. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là sẽ căn cứ vào cái logo nhãn hiệu cam Hưng Yên có mã vạch, mã vùng của hợp tác xã cũng như là giấy chứng nhận Việt Gáp, giấy chứng nhận OCOP 3 sao, từ đó mới cạnh tranh được trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nghệ Đại Hưng, huyện Khoái Châu cho biết, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm dầu lạc, tinh bột nghệ mật ong Cori đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao đã giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu nâng sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, 5 sao, Hợp tác xã đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo đó, quy trình sản xuất dầu lạc và tinh bột nghệ mật ong Cori được thực hiện rất khắt khe, từ đầu tư nhà xưởng, máy móc, phòng lạnh, lựa chọn vùng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình Việt Gáp. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã xuất bán 6.000 lít dầu lạc, 2 tấn tinh bột nghệ mật ong Cori cho doanh thu gần 2 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ nâng cao về cái chương trình quản lý chất lượng đầu vào và quản lý chất lượng đầu ra để làm sao giữ được cái chất lượng. Thì tiến tới thì chúng tôi cũng định hướng trong năm nay đạt mức 4 sao. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 50 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, có một sản phẩm tiềm năng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao. Trong thời gian tới thì Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tiếp tục tham mưu với Sở Nông nghiệp, với Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban các huyện thành phố hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể để đầu tư phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm, trong đó tập trung vào một số nội dung như thứ nhất là chuẩn hóa cái tổ chức quản lý điều hành sản xuất trong cơ quan đơn vị của từng chủ thể, hỗ trợ ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, trong sơ chế, chế biến, đặc biệt là chế biến tinh, chế biến sâu các cái sản phẩm nông sản của tỉnh, hỗ trợ đầu tư các cái trang thiết bị máy móc phục vụ công tác sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa. Hy vọng với những chính sách khuyến khích của tỉnh, các chủ thể sẽ ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu uy tín để sản phẩm OCOP không chỉ được tiêu thụ thị trường trong nước mà tiến tới xuất khẩu.